già bé nhỉ. Bà nhìn anh. Ừ. Ông thân thì ông bố cổi đấy. Thì ông bố cổi đấy. Cái góc của thằng một góc của 3-4 sợ đấy nha. Sao nhiều vậy ta? Tốt. Tốt. Cái nét phải giống như đây. Đúng rồi. Giống như là bà nó nho chiếc 4 phân chuồng vô đây rồi nay nó mục lên tốt. Ngoài mùa Tết rồi nè. Mùa Tết nó lành lành nè, rau nó phát triển. Lông nó cũng từ trước quá sau này giờ nó ra là cứ 3-4 cần cho mình. Mà nhổ đỡ đeo hơn đúng không? Dạ. Do là nhổ theo cái hướng nó mà đỡ hơn con ruột nó nhổ ngược không mày. Còn nó cũng khùng. Cỡ cho nó chết thôi. Gì là nhổ chứ. Có buồn mặt mụn đầy hết không? Ừ. Có buồn được phải không bà? Không. Quá trời quá đất rồi nha. Phải không? Không tin được. Không tin được là nó đi. Biết sao không? Nó mà có là nó mang cho anh ba nhổ lông đất rồi. À, xin giới thiệu đây là bồ em. Hồi chiều nó chú chạy em nó tính nó kêu nó hỏi anh Linh nữa chứ. Hỏi nó là xin là bạn kêu em lên hỏi anh Linh cho nó quát không? Nó quát nữa. Ừ. Vậy giờ kêu nó xuống đi. Chỗ nào? Thằng đấy. Nói lần nào. Buồn nó. Này giờ nó lộ ra cái nhổ ra nó trống được có cái lông không? Chút nữa cái tiếp hai kỹ cái đấy á. Bắt thằng nách trứng bắp anh. Đi tránh cái trứng hồng liền đó. Ừ. Linh là nhô vậy á. Đấy là Linh nhô á. Cố tình nhô trong nhô nhiều chưa? Nhô trong nhiều đại đứa nó lo cái một nhỏ đó nè. Quả anh nhô trong mắt vậy dễ bay kìa. Trời ơi thôi, ba ai là một góc mà biểu. Cái này vô chú lên nè. Làm sáng chưa xong? Là đợi chưa mát làm vậy? Đâu, là đang làm vậy đó. Đang làm mà tranh thủ chạy quay đó. Ừ. Thì mai dịnh cho bác hai làm đó. Mà kêu tranh thủ chạy ngồi chút quá à. Đẹp quá. Ui.